Mẹ tôi, người phụ nữ sinh thành ra tôi, nhưng tất cả những người con và cả chồng của bà đều phải công nhận là tính nết của bà đúng là không ai chịu nổi. Mẹ tôi khó tính, khó chiều, hay soi mói tất cả mọi người, đến chị hàng xóm mặc cái váy ngắn một chút đi làm mẹ tôi cũng bĩu môi phán xét được. Cũng vì soi mói con nhà người ta quá nên tình chị em của mẹ và bác hàng xóm cũng chấm dứt. Tôi có đến ba anh trai, anh trẻ nhất của tôi bây giờ cũng 32 tuổi rồi nhưng cả ba đều sợ lập gia đình. Anh nào cũng sợ lấy vợ về xong mẹ mình làm khổ con nhà người ta nên toàn cố gắng ổn định kinh tế một chút rồi mới tính đến chuyện lấy vợ. Kể cả chưa mua được nhà cũng phải thuê nhà mà ở riêng chứ nếu sống chung với mẹ tôi thì sớm muộn gì mấy anh tôi cũng bị vợ bỏ. Người duy nhất chịu được tính khí của mẹ là bố tôi nhưng có lẽ vì lấy nhau từng ấy năm ông đều đi công tác xa nhà, có khi cả tháng về được một lần. Hai người ít tiếp xúc nên cũng ít va chạm hơn. Tôi sợ mẹ đến mức khi lên cấp 3 tôi nhất quyết xin sang ở với ông bà ngoại với lý do để ông kèm cặp còn thi đại học, ông ngoại tôi là giảng viên đại học về hưu. Học hết cấp 3 thì tôi cố tình đăng ký nguyện vọng thi ở Sài Gòn để được đi học xa nhà, tránh mẹ mình càng xa càng tốt. Nói chung ít gặp mẹ thì bà còn sót con chứ ở gần là không thể chịu nổi tính khí của bà. 3 năm trước anh cả của tôi lấy vợ. Lấy nhau xong anh tôi thuê nhà ở, cách nhà mẹ gần 40 km, chỉ cuối tuần mới về nhà. Mỗi lần về anh cũng chỉ dám ở một buổi, hạn chế cơm nước với mẹ vì kiểu gì cũng có chuyện. Ấy thế mà có thoát được đâu. Chị dâu đang học dở năm cuối đại học thì dính bầu nên mới phải cưới. Chị cố vác cái bụng bầu đi học đến tháng thứ 7 của thai kỳ mới xin bảo lưu để sinh con. Sinh xong em bé cứng cáp một chút thì chị đi học lại và lấy được bằng đại học. Từ đó đến giờ chị vừa chăm con nhỏ vừa bán hàng online và tập trung làm nội trợ là chính. Chị dâu tôi kiếm được tiền dù không nhiều bằng chồng. Hai vợ chồng chị vừa phải thuê kho bãi để nhập hàng vì chị bán chạy lắm. Chị dâu cũng nhạy bén nên làm ăn khấm khá, có khi tương lai chị còn kiếm được nhiều tiền hơn anh trai tôi. Thế nhưng trong mắt mẹ tôi thì con dâu là thể loại ăn không ngồi rồi, vô công rồi nghề, không có nổi một công việc ra hồn. Mấy lần bà bắt chị đi xin làm giáo viên nhưng chị đều từ chối, nuôi con nhỏ một đống tiền phải lo. Tự nhiên đang kiếm được lại đi làm công ăn lương không nổi 5 triệu tháng, chẳng đủ tiền sữa cho con để làm gì. Mẹ tôi mặt nặng mày nhẹ với con dâu suốt từ khi chị từ chối công việc 5 triệu tháng. Bà khó chịu với chị ra mặt đến mức anh tôi không dám cho vợ con về nhà chơi. Mẹ tôi có suy nghĩ rất xấu đó là bà cho rằng khoảng thời gian chị dâu nghỉ sinh xong rồi đi làm lại đều do anh trai tôi gánh vác kinh tế, nuôi vợ ăn học. Bây giờ dù chị dâu tự chủ kinh tế nhưng trong mắt bà chị vẫn là người không có công ăn việc làm, ở ăn bám con trai bà. Thế là cứ hở tí bà lại ca điệp khúc không có nhà này thì mày ăn học còn không xong, bây giờ có cái bằng cũng không chịu đi làm ở nhà ăn bám chồng. Tôi nói thật tôi là con gái bà tôi nghe còn không lọt tai chứ đừng nói là chị dâu. Anh tôi bực chuyện này lắm mà nói bà thì không được nên anh cũng chẳng biết xử lý thế nào. Trong khi mọi người bức xúc thì chị dâu tôi thản nhiên như không có chuyện gì. Mỗi lần mẹ tôi nói thế là chị lại gật lấy gật để đồng tình với bà. Mẹ nói quá đúng luôn, không có nhà con với bố mẹ thì làm gì có con ngày hôm nay. Lần đầu nghe con dâu nói như vậy mẹ tôi thích chí lắm nhưng mọi chuyện đâu có dừng lại ở đó. Kể từ ấy cứ đến cuối tuần chị đưa cháu sang thăm bà, chưa kịp nói với nhau mấy câu chị đã bắt đầu. Con phải công nhận không có chồng với nhà chồng thì con làm gì được sướng thế này. Chưa hết, cứ hễ có dỗ chạp chị về thắp hương chị cũng khấn tạ ơn gia tiên nhà chồng đã cho chị có cuộc sống ngày hôm nay. Tết đến thì từ mùng 1 Tết đến mùng 3 Tết ngày nào chị cũng cảm ơn chồng, cảm ơn mẹ chồng đã cho chị ăn học để được như bây giờ. Chị nói nhiều đến mức mẹ tôi bắt đầu thấy phiền, phiền đến mức bà phải nói rằng từ nay khỏi phải cảm ơn gì nữa. Lúc ấy chị dâu tôi mới bớt lại chút. Cũng kể từ đó, mẹ tôi tuyệt nhiên không nhắc chuyện chị không đi làm hay chuyện anh tôi lo cho vợ mình học hành. Mỗi lần có vẻ như chị định đề cập đến chuyện này thì mẹ tôi lại là người cản lại không cho nhắc đến nữa. Thế là từ đó, chị dâu yên ổn làm ăn mà không bị mẹ tôi soi mói gì nữa.